Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Anam TV. Ngày hôm nay thì chủ nhật thì mấy anh em mình lại được nghỉ, nên là đi mua một chút đồ ăn để liên hoan sau những ngày làm việc vất vả. Mời mọi người cùng theo dõi video của mình. Khách mời đấy, gọi tiếng đồng hồ rồi mới thấy mặt này này. Các khách mời này, các VIP này. Ôi, đấy. Tiếp thế này đi. Cho cái nồi kia xuống đi, Tiến ơi. Tiền. Cái gì? Cho cái nồi kia xuống đi. Không. Tiến rồi đây. Cho cả cái nồi bên xuống à? Cho cả nồi xuống ấy. Dưới bên nó chụp tắt đâu đấy mày. Đấy, nút đấy thôi. Đấy, bọn này là nồi luôn này. Đấy, mẹ ra, nhớ ra. Ngân cắt tỉ ba luôn, kiểu nhất, cái mòn đến. Ím nữa, mòn bớt này. Tăng ca hả? Mấy ngày chủ nhật. Có tăng ca, nhanh mà. Tăng ca đây chủ nhật thế. Tháng này 12 triệu rồi. 12 củ. 12 củ. 9 đến 12 triệu là xử cho nó lắm, mình ra chiêu đi. Lấy ba ra đi. Đúng rồi đấy. Thôi là ngồi xuống đây đi. Thấy thứ 2. Thế là mình biết được thế thì thấy ít nước trong cái máy trong thôi rồi nên mình phải cái này mắc cảm như là bên này nhíp để thế mà bên nào chị chờ đã lấy cho ra hai cái tiếng này nè, một bên thế này về nó tới mà bây giờ nó tới gì không có làm nước hơi co còn chưa xếp chỉ tờ này cho ô tô bạc này là còn tiền ngã này mà nó mới xe ô thế cho này chỉ cả đấy bên đây vẫn nó cắt cái tiêu mà chỉ cái này cái mày cắt cho mình đấy mà chỉ cái này cả vẫn cái tiêu để cao nhất cái này ơi ra cái này cơ mà tê phê rô cô giặc mai hả thôi mi cái này chỉnh đều quá cái này cay đấy cay gì đấy này họ nơi đêm mà chắc nặng là họ cân xíu mà nó cũng sẽ sản mà đi nhé đấy cay đi mà cầm cái đá không cầm cái đá không cầm cái đá đây mà cho ăn luôn má chắc nặng thì hiện tại việc đường chắc nặng nhỉ lúc đấy tôi mang từ tờ này bước cái nam thì đeo tiếng cái tên là tiến rồi về cái này về nó về lá nữa. Đi xe phun mà. Trần Điếu. Cái phun mà nó. Phun tại tôi lịch cái này. Cái giữ nữa. Về mà. Hả? Về mà xong. Tham gia để. Dân tham vào. Tham gia để. Vâng. Mai cắm mày mua sạc vào đây. Dân tham vào mà sạc nhớ năm ngày đêm. Trên phone nó. Đấy. Mình để 30 tiếng. Cái nào mình đi ra sao xin này. Tại xin này. Đó, mình ta dùng iPhone nó cái này. Còn mi mà. Cái lúc còn nó vào vớt. Phòng vớt đó. Vào vào mà sao còn đấy. Ê, đi tao mẹ. Cái đi tao sao mày tắt mày mà tông nhà sao. Điện thoại nhiệt cho bay đâu mày. Cái này pin này đang chơi bia. Bia rồi. Ăn xế ơi, em xế tưởng. Thử này. Ngộ máu bia thôi đấy.
Các người ơi, đá lỗi Thần tần ra lại. Xỉu ra măng này, cái nam này chất đá cường, chất đá mại, chất đá tôi là người khác. Măng này. Măng này, hỏi được. Kinh hồn. Ta phải bìa băng cái bè tiền nhân tông này, tôi kinh lòng nó say. Hết rồi mẹ. Thế là mẹ nó. Thế mẹ. Cả các tiền về tiền đạo mẹ như rơi răng kinh nguyệt ở đây. Thái giờ đã ăn cả giải xã rồi, chúng mày chỉ gọi là giải công ty vớ vẩn này. Mình chất và tâm của trên nó để mẹ giải cây sâm mặn cho thầy đó. Đã rồi thái nhưng mẹ thử họ này thắng giữa khẩn khẩn băng băng bắt thái ác điêu. Em đã thử luôn. Đang theo. Đây này. Chú. Chị bắt con đấy. Ừ. Đấy lúc con mới lái cốc này đấy hả? Ba cái rồi. Rồi ra bia xong rồi chỉ cần uống rượu thôi. Hết bia đi. Đi giải thác cái mình mới lố lẽ. Ừ, bọn quán thì không phải lố lẽ. Còn ngay ăn to cho nó. Chú là từ Trung Đông đi lên đây thôi. Như tao chuyển lên Quang Biểu rồi. Quang Biểu sao mày vẫn quay trực tiếp mà hạt cô ghê chứ. Tao không quay rồi nhưng mà vẫn ham mà. Khi tảng hay nghỉ sinh nhật thì không làm gì ở phòng thì lại nó áo thế. Con bé kia người lên tiếp là ấy anh không về nhà hát nha. Đâu anh đi ở uống rượu rồi. Một hai bài hả? Anh giờ là nó cũng sang khe hát của mày. Không nào dùng số nó hát xong xong ca đâu luôn đi nữa. Gọi nó sáu nó sáu rồi đâu nhau. Hả? Nó chọn rồi đấy à? Ừ, chọn rồi đấy thì tao hay hát thì nó tặng cho con rồi. Không mà đi hai luôn này kẹt nhất luôn cá không ăn à không ăn à xong rồi bữa này giàu luôn bây giờ con ạ đang làm ổn đầy nhưng mà ngồi trở bi mà bi về thôi mà chỉ mày để ăn đủ cứ đi mà bẹt bởi văn nó mày cắm cho tao lên dây thắt cứ thế thả ý là bởi người làm đi xì cân là nghỉ thứ bảy với chủ nhật không ai tắm không ai là đêm cái ngủ là phải đi phải đêm chủ nhật thế là đang về thì mày đi làm đêm đi cũng như làm cái lốn đi đâu rồi ngủ nha ba chắc bây giờ ngon mình cứ kiểu mơ mơ tỉnh tỉnh vậy để rất sâu như nhưng mà nó vẫn đủ giấc là được ta phải mang hết non để chắc tiếng đúng hơn đi không phong đi họ đã hẹn để đeo mỗi đêm mà nhau bạn ta để ở ngoài là đi không khẩu có ca tháng đi sáu bà thế thế đang khẩu cái đau hàng đấy cái hàng này thì cứ do bán của ma đẹp khẩu trước cái lúc này bà năm giờ là những công ty mà tuyển ngàn nữa cái lúc đầu tiên như là cổ thái cổ điếu cổ thái này à bắt cổ à măng 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 lăng sờ ốc leo con này nhưng mà cái lúc mà mình cái giờ cái từ cái vui bi đình công thế là giờ mang này là vay tận cái lăng là khẩu giờ này nó cần cảm người vâng rồi trời ơi giờ nó hôi được xe đấy giờ đang chuyển lái sắp tới đang chuyển cao độ hẳn ra có mà cứ nghỉ leo hạ bắt cắt hệ thống chậm khẩu đéo cái vậy một tháng cắt hệ thống cứ thế giờ nó cắt luôn mỗi lần đi chín ngày sau là cũng càng người phía nào nhưng tuyển nóng thêm cũng liều sổ đen nữa bẩn thêm chứ tỏa đi cũng càng phu du phu liên lắc xe nhanh xe sóng này à với mi cân đứng tuyển đến 45 tuổi à không được đâu thôi con không thắng bốc vậy á thắng bốc chắc kể là tia vẫn để khẩu vơ à luôn thắng bốc không được mà mình kiếm ra thì bớt bắt coi nhau học với kinh chuyên mang dù mặt trời mọc Ninh Thanh ấy liên hoan hai vợ chồng đi công ty hết rồi á bắt neo cùng cái cái kính liên hoan hao học đấy sao nhanh như đánh tay xỉu nghe nghĩ tương mẹ kiểu này thải tôi nói con đi mẹ mẹ ta xây nhá ta xây như thế ở từ bỏ đâu ta xây ra để nhau biết nghe đó chiếu là cài tổng cái gì thêm cái tu như thế này một thải ba này biết thằng nào thế bằng chế độ tôi cần đi vậy ra lông ấy này có vẻ đẹp không cắt sợ mài cái thảo nhất thế này edit không thấy không mặt mày nó xấu không không ăn để kịp ăn không mà có làm được thì làm không ăn nên rồi chẳng ai đó đi vào ăn sống với ta đi về chủ nhật
chiếu hắn trả lời chuyện hầu ngải ô thôi cả buồn lắm rồi hắn coi rồi ba nghỉ hàng có. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn đăng ký kênh, share video. Cảm ơn.